Ôi, có ăn cà đắng chưa? Dạ chưa. Ở đây chưa ăn cà đắng hả? Cà đắng em có ăn rồi. Tại sao gọi là cà đắng? Thì tại nó đắng đắng. Đúng, chính xác. Ê, câu hỏi này khó ghê luôn á. Sao hay vậy? Sao Vi giỏi vậy? Khó ghê, câu hỏi rất là khó luôn á. Mà sao anh nói là mấy món khó ăn thấy dễ ăn không ạ? Cà đắng đâu phải ăn biết ăn đâu. Đọt mây đâu phải ăn biết ăn đâu. Nó là đặc sản ít có luôn á, nhưng mà không phải ăn biết ăn đâu. Lát nữa ra đi để xem các bạn có thưởng thức được cái vị của nó hay không. Mà muốn bước vào được tiệc là phải chiến thắng trong trò chơi. Trò chơi sắp tới đây là một trò chơi dành cho sự trí tuệ, dành cho sự nhanh nhẹn, dành cho sự linh hoạt và dành cho những người phải có chút mưu mẹ. Thôi mình đội mình thua rồi đó. Em đổi đội được không anh? Em đổi đội hả? À, tại đội em là đội Bình, nó không có mưu mẹ mà nó cũng không có chiến lược, nó không có gì luôn á. Em tin tưởng nhau quá kìa, tin tưởng nhau. Nó lên cái đẹp đội hình thôi à. Rồi nội bộ lục đục rồi. Hay là không phải khỏi thi để tụi em ăn. Trò chơi rất đơn giản, chỉ có hai chữ thôi: đếm cà. Một người có nhiệm vụ ngồi đếm cà và giải mã được cái nội dung. Cái người mà mang đến cái nội dung đó để giải mã là cái người đứng diễn tả, và cái người còn lại rất khó khăn là cầm bảng thôi. Wow. Vậy em nghĩ cái đó là phải cho Quỳnh rồi. Phải cho Quỳnh thôi. Thay vì tụi anh phải kê một cái giá đựng cái bảng thì em là người làm cái giá. Ôi nặng nề như vậy luôn đó. Cái đó chắc trọng trách quan trọng luôn đó em. Mình xì xăm cái để lựa chọn đội thi trước thi sau nè. Ừ, đại diện nè. 3, 2, 1, vô. Cố lên, vô. Cố lên. Rồi. Cái gì mà chơi cái giếng vậy? Chỉ có kéo của bao thôi ba. Đó, cái giếng là thắng rồi, cái kéo đó xuống cái giếng, mất kéo. Đúng rồi, rồi cái kéo đó xuống cái giếng nhỏ đi Hồng. Em bên nào vậy, em bên nào vậy? Đây, đây là đội chiến thắng thi trước. Vậy là mình thắng đúng không? Thua thi sau, thắng thi trước. Rồi, ngồi nghỉ ngơi. Dạ rồi, 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 rồi. Mỗi bản thông tin đúng mang về 2 điểm thưởng. Đoán đúng tổng số cà mang về 5 điểm thưởng. Dạ. Nhớ không được trùng cái thông tin trên bảng. Bắt đầu. Hai chữ. Trái cây. Chữ đầu tiên là chữ gì thì bỏ, chữ số sau là cục. Mang cục. Rồi, giữ chữ đầu. Con chim. Con chim mà có hai chữ giống nhau á. Con chim mà có hai chữ giống nhau á. Thì ta sẽ có con chim xe sẻ, con chim. Thôi qua đi. Qua kìa, qua không? Từ từ. Thôi qua đi. Con cành cành. Trời ơi, không biết. Rồi, ở trên dân tộc người ta có mấy cái chỗ để người ta ở anh. Lều. Anh, cái chỗ mà người ta ở trên dân tộc á anh. Cái mà mình để ở rồi là cái gì? Chết rồi, quên rồi, chết. Không được dừng lại. Cái mà mình để ở rồi gọi là cái gì đã? Cái là ở cái nhà. Rồi, kìa mình sẽ mặc cái quần xà. Đếm lại từ đầu. Nhà đông, đúng rồi kìa. Chưa có nhà nên còn cái bản đồ. Cái tên bài hát. Ừ. Chú với con bản đồ. Yeah, đúng rồi. Để em không được dừng lại. Việt Nam mình có cái rừng á, rừng ba chữ. Ở trên phía Nam Cát Tiên hả? Đúng rồi. Dạ. Trời sao hay vậy? Không được dừng lại. Cái con mà giống con mèo. Trời đất ơi. Hổ. Ông em đưa con đó về Nam Cát Tiên á thì gọi là đưa hổ về rừng. Đưa cặp về rừng. Bốn chữ, chữ đầu là thả hổ về rừng. Yeah. Đúng xác. Ủa sao biết luôn vậy? Cái từ đầu tiên. Cái đầu tiên nãy mình bỏ là cái chữ cục thì bỏ nha, lấy chữ đầu nha. Thì con chim gì đó. Cái gì hai chữ giống nhau. Chính xác. Bắt đầu bằng chữ gì? Tại cái chữ đó em cũng không nói được luôn, hai chữ giống nhau mà. Hai chữ giống nhau hả? Y chang nhau luôn hả? Bồ câu. Đa đa. Bìm bịp. Tiếp đi. Tiếp chòe. Tiếp đi, hai chữ biết, đáng tiếc thêm đi, thêm đi. Đi bồ câu. Em, anh, cái lưỡi của em nè. Lê lê. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me over. Hai chữ. Hai chữ le cục. Le cục. Le cục. Măng le hả? Le măng. À, chính xác. Dừng lại. Trời ơi, thấy tội nghiệp Quỳnh Châu luôn á. Sao không chịu hát với bài con em hay là con gì đó? Em là con gì em? Đánh trống thổi kèn. Chúng ta sẽ bắt đầu đếm cà. Như vậy là thấy rất là dễ thương ha. Dạ. Cũng nhẹ nhàng và đại cũng rất là hay, rất điềm tĩnh. Mặc dù đếm xa cái đếm lại từ đầu. Đây có tất cả là 5 tấm bảng. Riêng cái tấm bảng cuối cùng là thả hổ về rừng thì bạn nói là con gì mà con mèo mà đưa nó về là dính dữ về. Đảm bảo đây không tính. Các bạn mang về được 8 điểm. Nhiều rồi anh, 8 điểm là nhiều rồi. Bây giờ sẽ là thì trả lời của Quang Đại là bạn hãy nhớ đi, bạn đếm được bao nhiêu trái cà pháo? 50. Đó là đáp án
Không chính xác. Chỉ có 45 mà thôi. Như vậy là các bạn chỉ mang về được 8 điểm. Xin chúc mừng. Còn nghèo cũng 8 điểm là giỏi rồi. Và bây giờ là phần thi của các bạn và đội BB Trần. Xin mời. Và nhiệm vụ của em hiện tại là căng thẳng và nặng nề nhất. Cái nhiệm vụ của em phải làm sao cầm cái bảng mà đưa cho người ta thấy chữ này, bởi vì chữ này bự lắm, hiểu không? 3, 2, 1, bắt đầu. Ngày xưa lớp xưa ấy có một ngàn công chúa. Cái mà mang trên vai của cái người cao nguyên á. Là gái á và chàng được tự do cùng. Mang bắn gì, làm bắn gì? Mang trên vai. Ba lô, ba lô. Ba lô cái gì? Cái mà ba lô, cái mà mang trên lưng nè. Mang trên lưng. Đi nè. Chị ta không qua đi, em không có làm gì bên Tây Nguyên. Em không đành. Cái mà làm bằng, anh phải nói là bằng cái gì á? Làm bằng gỗ, bằng mấy, không phải bằng ngứa, bằng tre nhiêu á. Thổ cẩm. Đúng rồi, thổ cẩm, đúng rồi. Phải thổ cẩm. Qua đi. Qua. Chết rồi. Cái này là Khánh. Cái gì? Cái này nè. Cái che mưa, che nắng á. Cái dù. Không, cái chữ khác. Cái ô. Đúng rồi. Cái ô. Rồi còn cái gì nữa? Trước đó. Dạ. Trời ơi, không. Em thấy qua đi, có chữ tiếp theo nó dễ hơn. Rồi, ok, qua đi. Vậy luôn đó hả? Cái mà mình uống á. Xỉn. Nước á. Uống mà xỉn á. Rượu. Mà trên Tây Nguyên. Rượu cần. Yeah. Cái này cũng trên cao nguyên luôn. Những cái mà xếp thành tầng á em. Bật ruộng bật thang. Yeah. Chính xác. Hay quá. Cái lúc nãy em mới nói. Hả? Cái mà may trên quần áo á. Thổ cẩm. Yeah. Trời ơi. Cái này khó quá. Em trở lại như cũ. Từ từ em tập trung nè. Mang trên lưng. Cái mà mang trên lưng. Cái gì? Cái mà mang trên lưng. Đi. Con một nàng kia. Chưa. Ba chữ. Một từ mà ba chữ. Để đi hái rau hả? Đúng rồi, nó đó. Cái gì em? Cũng có Khánh. Hả? Cái gì em? Từ từ. Không ấy đếm đi Khánh, không ấy đếm. Đếm đi, không được dừng lại. Cái rổ. Gần giống nó nữa. Cái xô. Quạt. Còn mà. Qua em còn từ nữa. Quên là đang như. Cái nãy. Trước từ đó là chữ. Anh nói cái từ mà liên quan tới cái này đi. Không biết nó liên quan. Cái nãy. Hả? Cái từ. Chưa cái từ đó là từ. Cái này đựng cái gì đựng chim, cái gì đựng chim? Cái lòng. Bỏ hai cái. Cái mà đựng chim mà bỏ hai cái âm cuối đi. À, hai cái luôn. Cái lồ. Đúng rồi. Cộng với cái này. Cái cộng như cái này. Bỏ đi. Lộ. Anh giờ. Trời ơi, tự nhiên lộ. Anh đã nói là cái từ này chỉ chung hai cái mà em nghĩ sao? Em đâu có biết cái lộ là gì đâu, hồi nhỏ vậy không có biết cái lộ. Anh còn không biết nữa nè. Vậy sao anh không nói là tiếng chào trên shop Bumbo hay cái gì, Bumbo gì em biết. Đâu có biết đâu. Thì anh cũng không biết. Anh không biết cái từ đó. Anh quá tệ. Em không biết bao nhiêu. Còn đếm dữ vậy? Nó đếm, nó rảnh quá nó đếm anh. Với việc trả lời vô cùng nhanh nhạy, mặc dù không biết cái gùi là cái gì, cũng mang về được 3 đáp án đúng, 6 điểm.